Ngày 6 tháng 6, đảng ủy cơ quan khối đảng đoàn thể phối hợp với đảng ủy cơ quan khối chính quyền huyện Mộc Châu đã tổ chức sinh hoạt chính trị chào cờ đầu tuần. Tại buổi sinh hoạt, ngay sau nghi lễ chào cờ, các đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức huyện Mộc Châu đã được thông tin về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh và huyện, xem phim tư liệu 74 năm ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2022. Tại hội nghị cũng đã triển khai nhiệm vụ trọng tâm của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện trong tháng 6. Theo đó, huyện Mộc Châu sẽ tiếp tục tập trung thực hiện các kết luận của Trung ương, tỉnh, huyện về nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2022, đặc biệt là 75 nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định từ đầu năm, thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 09 ngày 11 tháng 11 năm 2021 của ban thường vụ huyện ủy về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, 10 bản giáp biên giới triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trong đề án phát triển đô thị với mục tiêu xây dựng và phát triển Mộc Châu trở thành thị xã vào năm 2025.